đại nhật kinh quyển thứ hai có hai câu như thế này chư phật thậm hy hữu quyền trí bất tư nghị hy hữu là gì trên chữ nghĩa xem ra là tán thán quyền trí phương tiện thiện xảo không thể nghĩ bài Phương pháp giáo hóa chúng sanh có tám dạng bốn ngàn pháp môn vô lượng pháp môn không thể nghĩ bàn. Nhưng quý vị nên biết phương tiện trí không thể nghĩ bàn này từ đâu mà có? Từ thật trí mà có. Tư tưởng của người hiện đại sai rồi. Nhìn thấy những điều Phật dạy, họ đều lắc đầu. Cho rằng Phật nói không hợp logic, không phù hợp với khoa học. Bởi vì Phật không dùng phương pháp khoa học Phật sẽ không dùng phương pháp khoa học Vì sao vậy? Vì phương pháp khoa học có thể cầu được tri thức Chứ không cầu được trí tuệ Phương pháp khoa học là đối ngoại Đối tượng ở bên ngoài Học Phật học là đối tượng ở nơi mình Ở bên trong Họ không đối ngoại phân khoa trong học phục hiện nay khoa học đối ngoại triết học đối nội phật pháp có phải là triết học hay không không phải triết học vì sao vậy khoa học đối ngoại lấy vật chất làm đối tượng nghiên cứu Triết học đối nội Dùng tư duy suy nghĩ Dùng tâm lý làm đối tượng Phật Pháp hai điều này đều không phải Hai thứ này đều buông xuống rồi Cho nên Âu Dương Đại Sư nói rất hay Âu Dương Cánh Vô Là vị cư sĩ đầu năm dân quốc là học trò của dương nhân sơn cư sĩ là viện trưởng học viện chi na nội ông ừ, có một bài diễn giảng hình như là giảng vào năm dân quốc thứ 12 rất sớm tại đại học đệ tứ trung sơn chính là đại học Kim Lăng ngày nay. Đại học Kim Lăng ở Nam Kinh. Bài diễn giảng này của ông vô cùng nổi tiếng, đương thời cũng chấn động giới học thuật. Đề giảng của ông là Phật pháp phi tôn giáo, phi triết học, mà ngày nay là điều thiết yếu. Thế giới ngày nay tất yếu sẽ dùng nó, phải học nó. Nó không phải là tôn giáo, cũng không phải là triết học. Rất có lý Chúng ta có thể nói như thế này Phật giáo là triết học trong triết học Triết học nghiên cứu là hiện tượng tâm lý Nó ngay cả hiện tượng tâm lý cũng đã buông xuống rồi Thật sự khế nhập vào tự tánh. Tự tánh là chân tâm Không phải là vọng tâm Có ý niệm là vọng tâm Giọng nhất định duyên không đến chân được Đây là một câu nói rất được khẳng định Trong kinh điển Đại Thừa Giọng không đạt được chân Nhất định phải dùng chân mới có thể thấy được chân Chân là gì? Dạng duyên buông xuống Chân tâm liền hiển lộn Cũng chính là loại Ba loại hiện tượng mà ngày nay nhà khoa học Nói đến Quý vị đều đã buồn xuống Chân tâm quý vị liền hiển tiên Quý vị liền đại triệt đại ngộ Minh tâm kiện tạnh Tất cả các pháp thế gian Suốt thế gian Học thông rồi Không học cũng thông rồi Hoàn toàn thông rồi Đây là Phật Pháp Cho nên Phật Pháp dùng rất tốt phật dịch sang chữ hán là giác gọi là giác pháp phải dịch nó thành ý nghĩa của chữ hán là giác pháp pháp đại triệt đại ngộ ý nghĩa này tốt người người đều có thể đại triệt đại ngộ chỉ cần quý vị chịu buồn xuống buồn xuống liền được khó khó là khó ở chỗ không buông xuống được khó ở chỗ này gì buông xuống là thánh nhân buông không được là phàm nhân sai biệt của phàm thánh chính tại nơi đây gì chịu buông xuống chính là thánh nhân buông xuống một tí ti là tiểu thánh quý vị xem không chấp trước thân này là ta nữa biết thân là thuộc về ta không phải ta đây là tiểu thánh tiểu thừa sơ quả sơ quả buông xuống thân kiến rồi buông xuống biên kiến rồi biên kiến là đối lập sẽ không còn đối lập với mọi người nữa không còn đối lập với tất cả sự vật Không còn đối lập với dạng vật Không đối lập chính là nhất thể Buông thành kiến xuống Người không có thành kiến liền có thể hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức liền có thể cư xử hài hòa Với tất cả chúng sanh Biết hy sinh phụng hiến có thể xả thân vì người vì sao vậy vì không có bản thân nữa thân này vì bản thân là giác ngộ tôi phải dùng thân này để giúp tôi giác ngộ giác ngộ rồi thì sao giác ngộ rồi là vì chúng sanh phục vụ trong việc vì chúng sanh phục vụ là vô ngã vô ngã liền chí công vô tư Sự phụng hiến của họ là trí tuệ Trong đó không xen tạp Tự tư tự, tự lợi Không có Tự tư tự, tự lợi đã buồn xuống từ lâu rồi Đây là Tiểu thánh trong Phật Pháp Là sơ quả tiểu thừa Tiểu tiểu thánh Thập tín dị trong đại thừa là Sơ tín Bồ Tát Giống như lớp 1 tiểu học Đã tốt đẹp như vậy Thu thắng như vậy Lớp cao hơn thì quá tuyệt rồi Cho nên chư Phật rất hy hữu Chính là người có thể buông xuống được ít Lúc thật sự buồn xuống trí tuệ không thể nghĩ bài